Hôm qua là ngày diễn ra trận đấu cuối cùng của Manchester United tại Old Trafford mùa này. Người ta đã chứng kiến Nemanja Matic và Juan Mata vẫy tay chào khán giả, báo hiệu về những sự ra đi. Nhưng thật bất ngờ là Victor Lindelof lại gây ra một thắc mắc trong lòng các cổ động viên Quỷ Đỏ với hình ảnh đen trắng trên Instagram. Dường như ám chỉ anh sẽ không ở lại sau 5 năm gắn bó. Bây giờ, trong số tiếp theo của chuyên mục Mentality ngày hôm nay, tác giả Ilfer xin mượn tạm câu chuyện này để đưa ra những quan điểm mà ngay lúc này anh vẫn chưa nghĩ ra. Hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football một cách trực quan nhất. Kênh gì mà 69% là xem chùa? Quay lại quá khứ vào mùa hè 2017, huấn luyện viên Jose Mourinho đã nói như thế này. Sau khi Manchester United chiêu mộ thành công Victor Lindelof từ Benfica với giá 40 triệu bảng. Victor là một cầu thủ trẻ tài năng và có tương lai hứa hẹn tại Old Trafford. Kết quả mùa giải trước cho thấy chúng tôi cần những giải pháp chất lượng để tăng cường chiều sâu đội hình. Vì vậy, đó là lý do Victor có mặt ở đây. Tôi tin các cầu thủ sẽ mở rộng vòng tay chào đón cậu ấy. Đúng là khi ấy Manchester United rất muốn chiêu mộ thêm trung vệ sau khi Eric Bailly không thể đáp ứng được yêu cầu về thời gian thi đấu. Tuy nhiên, có những giai thoại về câu chuyện này. Đó là Jose Mourinho thích Ruben Dias, nhưng thượng tầng Quỷ Đỏ lại chấm Victor Lindelof vì khi ấy trung vệ người Thụy Điển chơi cực kỳ nổi bật tại Benfica, còn cầu thủ người Bồ Đào Nha mới tròn 20 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Tôi quá hạnh phúc khi được khoác lên mình tấm áo đấu của đội bóng lớn nhất thế giới, sau khoảng thời gian quý giá với Benfica mà tôi đã không ngừng trưởng thành và mãi trân trọng. Giờ là lúc sẵn sàng hướng về Old Trafford dưới trướng Jose Mourinho và chinh phục các thử thách ở Premier League. Tôi mong ngóng đến những tháng ngày cống hiến công sức của mình vì những danh hiệu cao quý, vì thành công chung của đội bóng. Tuy vậy, không phải ngẫu nhiên mà Jose Mourinho từng thừa nhận mình chỉ là một huấn luyện viên đơn thuần tại United thay vì một nhà quản lý bóng đá thực thụ như vai trò mà ông từng nắm giữ tại Chelsea. Vào mùa hè 2018, có thêm thông tin khẳng định vị thuyền trưởng sinh năm 1963 muốn chiêu mộ Harry Maguire sau kỳ World Cup thành công trên đất Nga. Nhưng CEO Ed Woodward lại chỉ chịu chi tiền mua Fred, Diogo Dalot và Lee Grant theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều này cho thấy rằng, ngay cả khi những trung vệ khác chưa ra đi hoặc xuất hiện như lúc này, Victor Lindelof cũng không thể khiến Jose Mourinho an tâm. Anh cập bến Old Trafford vào tuổi 23 thì không còn là một đứa trẻ, và cho đến trước thời điểm Raphael Varane xuất hiện, Victor Lindelof luôn chiếm được lòng tin của các huấn luyện viên trưởng, từ Jose Mourinho cho tới Ole Gunnar Solskjaer. Tuy được tạo điều kiện đá chính để cặp cùng với Eric Bailly, cùng Phil Jones, cùng Chris Smalling và cùng Harry Maguire, nhưng dũng sĩ bắt cướp vẫn có một điều gì đó khiến người ta nghi ngờ về tài năng. Hợp đồng ban đầu được ký 4 năm với điều khoản mở rộng thêm 1 năm, và sau khoảng thời gian đó, đa phần những ai yêu mến Quỷ Đỏ đều nói rằng Victor Lindelof cực kỳ yếu ở khả năng tranh chấp trên không, kể cả là Jose Mourinho. Vào đầu mùa giải 2019-20, Manchester United có chuyến hành quân đến thủ đô London được dự báo là khó khăn khi đối thủ West Ham United khi ấy cũng đang có phong độ rất cao. Trước trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho, người bị Man United sa thải cuối năm 2018, đã có mặt cùng với Roy Keane trong phòng thu của Sky Sports để bình luận về màn thư hùng này, và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đề cập đến cậu học trò cũ. Vào giai đoạn tiền mùa giải trước, tôi đã phải khóc vì một trung vệ, vì họ chẳng mua ai ngoài Fred và Dalot. Tôi nghĩ Victor Lindelof là một cầu thủ rất tuyệt, nhưng chàng trai này không tỏ ra mình đặc biệt khi nhảy lên. Quả thực, nhận định của Jose Mourinho không sai, bởi chỉ đúng 2 giây sau, trung vệ người Thụy Điển đã thất bại trong việc đón một quả bóng đơn giản trên không khi làm nóng cơ thể trước trận. Nếu đó là Man City hay Liverpool trong 5 năm qua, một cầu thủ không đáp ứng được chuyên môn, chắc chắn họ sẽ không thể trụ lại đội hình chính, chứ chưa cần nói đến việc được gia hạn hợp đồng để tăng lương. Tuy vậy, Victor Lindelof vẫn được ký thêm 5 năm cho đến hết hè 2024. Thậm chí một vài cầu thủ được coi như vô dụng kiểu Phil Jones hay Eric Bailly cũng có cơ hội ở lại ít nhất là 3 năm.
Ví dụ về Lindelof hay các thành viên khác của United trong giai đoạn hiện nay là minh chứng hùng hồn cho cách làm bóng đá chẳng giống ai của Ed Woodward, và nó khiến cho Man United dần xa lầy trong sự thất vọng cùng cực. Victor Lindelof thực tế cũng có những điểm mạnh, chẳng hạn như khả năng truyền dài rất ấn tượng, điều từng giúp anh có những kiến tạo cho Bruno Fernandes hay một số cầu thủ khác trên sân. Tuy vậy, vấn đề của trung vệ sinh năm 1994 cũng là vấn đề mà Man United đang gặp phải, đó là sự thiếu ổn định. Có những trận họ chơi cực hay, nhưng cũng có nhiều thời điểm họ cứ như thể một đại diện ở Sunday League. Sau chiến thắng trước Brentford mới đây, Victor Lindelof đăng tải tấm hình đen trắng đó với nhiều nghi ngờ. Có thể anh chỉ muốn chào cảm ơn người hâm mộ sau một mùa giải đau khổ, nhưng cũng có thể anh đã quyết định ra đi. Huấn luyện viên Ralf Rangnick mới khẳng định rằng khu vực nào cũng có người phải rời Old Trafford ngoại trừ khung gỗ. Thế nên nếu Iceman không muốn ở lại thì đó cũng là điều bình thường. Hãy đặt câu hỏi, liệu người hâm mộ Man United có tiếc Victor Lindelof hay không? Câu trả lời thực sự cũng rất mâu thuẫn. Người nhẹ nhàng thì sẽ tiếc, còn người thẳng thắn dường như muốn mọi cầu thủ phải ra đi ngoại trừ David De Gea. Tuy vậy, nếu ngôi sao người Thụy Điển chọn cho mình hướng đi mới, đây có thể là thương vụ tốt cho cả hai bên. Man United sẽ có ít nhất 35 triệu, còn người băng thì cũng tự giải thoát cho mình khỏi một con tàu đắm. Đối với những kẻ mộng mơ, họ còn muốn đổi Frankie de Jong lấy Victor Lindelof, vì nghe đầu Barcelona vẫn coi trung vệ sinh năm 1994 là người có đủ tư chất để thay thế Gerard Piqué. Nếu viễn cảnh này xảy ra, điều đó cũng chẳng tệ cho Iceman, khi La Liga là môi trường bóng đá ít khắc nghiệt hơn Premier League và Barcelona nhìn chung vẫn mạnh hơn Man United về mặt định hình chiến thuật, dù ở đó có nhiều cầu thủ non kinh nghiệm. Ngược lại, nếu Victor Lindelof vẫn ở lại Old Trafford, anh sẽ không thể tự thay đổi về khả năng đá chính của mình, vì nếu có thể thì điều này đã xảy ra từ trước. Cặp đôi Rafael Varane và Harry Maguire gần như chắc suất, trong khi tân huấn luyện viên Erik ten Hag lại chẳng chọn sơ đồ ba hậu vệ. Vì thế, đội trưởng đội tuyển quốc gia Thụy Điển cần cân nhắc kỹ nếu thực sự anh đang mông lung về tương lai trong thời điểm này. Erik Bailly và Phil Jones có lẽ sẽ không ở lại. Man United cũng có ý định mua trung vệ, trong khi vẫn còn Varane và Maguire. Vậy nên Lindelof không thể cứ mãi sống kiếp dự bị khi anh muốn phát triển sự nghiệp của một cầu thủ nắm giữ băng thủ quân đội tuyển quốc gia Thụy Điển. Và nếu người băng ra đi, đó có thể là lựa chọn tốt cho các bên. Nhưng dù thế nào thì câu chuyện hôm nay cũng đã cho thấy cái dở của Man United trong nhiều năm qua. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.